Hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cùng với em Cường. Chúc cả nhà mình có một cái buổi tối an lành và hy vọng là thông qua cái video của em Cường, cả nhà mình sẽ có thêm những cái góc nhìn cũng như là có thêm nhiều cái cơ hội hơn trong thời điểm tới nha anh chị. Và anh chị mình tham gia thì giúp cho em Cường những lượt like, lượt chia sẻ và đừng quên là thả những cái trái tim màu tím ở phần bình luận giúp cho cái video của em Cường tăng cái tính tương tác hơn cả nhà ha. Thì cả nhà mình thấy phiên hôm nay là cái phiên thị trường tăng điểm tương đối là đẹp nha anh chị. Thị trường thì đóng cửa ở cái ngưỡng là cái vùng 1201 anh chị ha. Nói về cái độ rộng của thị trường, cả nhà mình thấy là hôm nay cái độ rộng của thị trường nó nghiêng về cái số lượng mã xanh nhiều hơn, 419 mã xanh, 62 mã tham chiếu và 90 mã cổ phiếu là đỏ. Tất cả mọi thứ đều đẹp anh chị. Tuy nhiên thì có một cái điều nó hơi thiếu sót một tí, đó chính là cái thanh khoản của thị trường ngày hôm nay cả nhà ha. Mặc dù hôm nay cổ phiếu xanh khá là mạnh, tuy nhiên thì cái thanh khoản của thị trường hôm nay nó cũng đang ở cái ngưỡng bình quân giao dịch tuần trước thôi anh chị, không quá cao anh chị ha. Giả sử hôm nay mà thanh khoản thị trường nó cao hơn một chút nữa thì mình thấy là cái độ đẹp của nó sẽ tốt hơn cả nhà ha. Đó thì nói về cái nhận định của mình trong tuần này nha anh chị, thì cả nhà mình thấy là về một cái xu hướng chung dài hạn thì mình vẫn đánh giá là thị trường nó lên tới cái vùng 1280, thậm chí là tới 1400 theo Ichimoku anh chị ha. Còn về ngắn hạn thì có các cái kịch bản khả năng cao xảy ra, nếu như mà index tiếp tục đi ngang trong ngày thứ hai mà không vượt được cái vùng 1197 anh chị, thì cái xác suất mà xảy ra những cái cú điều chỉnh ở trong giữa tuần thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ ta xảy ra khá là cao, test về quanh cái mốc là 1170, thậm chí là sâu hơn nữa là vùng 1150 và 1130 anh chị. Thì kịch bản này thì hiện tại ngày hôm nay gần như là bị phủ nhận rồi chị ha. Thậm chí là phiên ngày hôm nay thị trường nó còn tăng khá là ok, cũng như là nó còn vượt qua được cái mốc là 1197 anh chị. Và hiện tại thì cái kịch bản hai đang xảy ra nha anh chị, là index đang phá vỡ cái mốc là 1100 à 1197 tới 1100 à, tới 1200 và tích lũy trên cái mốc này tới qua lễ anh chị. Thì đối với cái kịch bản này thì mình cũng cập nhật cho cả nhà mình rồi nha, là index sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng. Đấy, có nghĩa là đang ở trong một cái nhịp điều chỉnh, thì khi mà phá vỡ qua 1200 thì index nó sẽ tiếp tục một cái xu hướng tăng trước đó nha anh chị. Tuy nhiên thì cái lực tăng này nó sẽ không bền anh chị ha. Nếu như mà thị trường có những cú điều chỉnh sâu hơn ấy, thì cái khối lượng nhà đầu tư mà bị rủ bỏ hàng nó sẽ nhiều hơn, thì khả năng thị trường sẽ lên tới những cái vùng giá như là 1280 hoặc là vùng 1400, nó sẽ nhanh hơn nhanh vậy. Còn đối với kịch bản mà hiện tại đang xảy ra nhanh vậy, là index đang phá vỡ cái ngưỡng cản khá là cứng trong ngắn hạn là cái vùng 1197 tới 1200 đó, thì index nó vẫn sẽ tiếp tục xu hướng tăng thôi. Nhưng mà trước khi mà tiếp diễn xu hướng tăng thì khả năng cao là VN Index sẽ tiếp tục tích lũy trên cái vùng 1197 tới 1200 trong khoảng vài ngày tới, thậm chí là tới sau là luôn nha anh chị. Thì trong cái thời điểm mà cổ phiếu trong cái thời điểm mà Index tích lũy như vậy thì chúng ta vẫn có thể là tham gia cổ phiếu anh chị nha. Tuy nhiên thì chúng ta cố gắng là tham gia theo cái chiến lược là cuốn chiếu từng phần anh chị. Tại vì bây giờ để mà chúng ta xác nhận được 100% là thị trường cũng như là index nó đã bounce back trở lại, nó đã vượt qua cái vùng kháng cự, để mà tham gia mua vào một cách quyết liệt thì mình nghĩ là chưa nên. Thay vì như vậy, chúng ta hãy cuốn chiếu, chúng ta cứ tham gia từng phần vào trước, 30, 30, 40 hoặc là 50, 50 anh chị nha. Đó, và để đánh về cái mục tiêu là cái vùng 1245 tới cái vùng 1260 trong đồ thị khung tuần nha anh chị, và sau là anh chị ha. Đó thì trong phiên ngày hôm nay thì mình có cho cả nhà mình tham gia cổ phiếu Vinhome. Đó, Vinhome là một mã cổ phiếu trong thời gian vừa qua có cái sự chiết khấu cũng tương đối là sâu anh chị ha, và hiện tại là Vinhome cũng đang gần những cái điểm hỗ trợ anh chị. Thì đối với mã cổ phiếu Vinhome hoặc là một mã cổ phiếu thứ hai là một mã cổ phiếu là VPBank như vậy, thì hai mã cổ phiếu này đang có cái cấu trúc khá giống nhau, khi mà nó đang giảm một cách mất cân bằng ở trong ngắn hạn và đang có cái vùng hỗ trợ khá là tốt trong ngắn hạn, thì mình có cho cả nhà mình tham gia vào cổ phiếu Vinhome và VPBank trong ngày hôm nay anh chị. Đó thì đây là chính là hai cái lệnh mà mình cho cả nhà mình tham gia trong cái nhóm
tín hiệu nắm về mặt trung dài hạn anh chị ha. Đó thì hiện tại thì nhóm mình đang triển khai hai nhóm tín hiệu, hai nhóm VIP, đó chính là nhóm tín hiệu nắm giữ về mặt trung dài hạn, cũng như là nhóm tín hiệu về mặt T cộng anh chị. Thì nếu như mà anh chị mình có nhu cầu tham gia vào hai nhóm này thì cả nhà mình chỉ cần mở một cái tài khoản VBET có gắn ID của mình và phát sinh giao dịch nha anh chị, là cả nhà mình được được tham gia vào hai nhóm tín hiệu này anh chị ha. Ngoài ra thì nếu mà anh chị mình muốn trải nghiệm hai nhóm tín hiệu này thì cả nhà mình có thể là tham gia theo hình thức là thu phí nha anh chị. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đấy thì hiện tại là thị trường nó đang đi theo cái kịch bản thứ hai nha anh chị, là nó đã vượt qua cái vùng 1.200 trong phiên ngày thứ hai cả nhà ha. Thì trong buổi sáng livestream mình cũng chia sẻ cho anh chị mình rồi đúng không, là thị trường khả năng mà vượt cái vùng 1.197 tới 1.200 thì cao nhất là cái phiên ngày thứ hai nha anh chị. Tại vì sao anh chị? Là tại vì cái phiên ngày thứ hai ấy, là cái phiên mà cái vùng mây đỏ này này anh chị nó đang mỏng anh chị ha. Đó cho nên là cái vùng này trong phiên ngày thứ hai thì cái áp lực bán ra trong phiên ngày thứ hai là cái ngày thấp nhất anh chị. Chứ mà chúng ta để cái thị trường nó qua tới ngày thứ ba thứ tư thì cái xác suất mà nó vượt nó sẽ thấp hơn anh chị ha, thậm chí nó còn bám mây đi xuống anh chị. Tuy nhiên thì cả nhà mình thấy là khá may mắn anh chị, là thị trường nó đã vượt cái vùng kháng cự này trong ngày thứ hai anh chị ha. Đó thì sau khi mà thị trường nó vượt qua cái kháng cự này trong phiên ngày hôm nay thì cả nhà mình sẽ hình dung rằng là cái kháng cự này anh chị là một cái kháng cự khá là mạnh trong ngắn hạn, cho nên là cái khả năng mà index hoặc là VN30 anh chị nó sẽ test lại cái kháng cự này trong các cái phiên sắp tới là có chị nha, là có nha anh chị. Chưa kể là thị trường hiện tại vẫn đang có những vùng kháng cự ở trong khung tuần khá là cứng, đó chính là cái vùng kháng cự quanh cái mốc giao găm khung tuần anh chị, là cái vùng 1.205 anh chị nha. Và mình đánh giá là trong ngắn hạn là cái vùng kháng cự này cũng tương đối là hơi khó vượt qua đấy anh chị. Cho nên là cái kịch bản mà mình đưa ra cho anh chị mình là thị trường nó vượt qua cái mốc là 1.197 tới 1.200 và tích lũy tới sau là hoàn toàn hợp lý nha anh chị nha. Đó, cả nhà mình thấy đúng không, là đây này. Đó, mặc dù thị trường nó đã vượt qua cái vùng cản trong khung H1 nhưng mà nó vẫn đang có những cái vùng kháng cự ở trong khung tuần ở quanh cái mốc là 1.205 này anh chị, cho nên là khả năng cao là thị trường sẽ tích lũy ở trên cái vùng 1.197 tới 1.200 tới qua là anh chị nha. Thì sau qua lại thì mình nghĩ cái xác suất mà thị trường nó lấy lại cái đà tăng thậm chí là vượt qua cái vùng kháng cự 1.205 là có nha anh chị. Nhưng mà trước lại thì mình thấy cái kịch bản mà thị trường nó sẽ tích lũy ở trên đây khá là cao đó. Vậy thì cái điều kiện cần để mà chúng ta xác nhận thị trường nó quay lại cái xu hướng tăng chính là thị trường nó phải đi ngang và tích lũy trên cái mốc này trong 3 ngày tới nha anh chị. Tại vì thị trường trước ngày 2 tháng 9 thì chỉ giao dịch có 4 ngày thôi, có nghĩa là tuần này chỉ giao dịch tới hết ngày thứ năm anh chị, cho nên là cái điều kiện cần và đủ để mà thị trường nó xác nhận một cái nhịp bull back quay trở lại. Đầu tiên chính là cái việc là vượt qua cái vùng kháng cự là 1.197 1.200 anh chị ha. Và cái điều kiện thứ hai là thị trường nó phải tích lũy được ở trên đây tối thiểu là phải qua là anh chị. Đó thì chúng ta mới xác nhận được một cái vấn đề là thị trường nó đã bull back quay trở lại anh chị ha. Và nếu như mà anh chị mình chưa mua được ở cái vùng giá bên dưới, ví dụ là cái vùng hỗ trợ mà anh em có đề cập với anh chị mình là cái vùng 1.150 ở ngày thứ ba tuần trước anh chị, thì cả nhà mình đừng có lo lắng anh chị nha. Đó, chúng ta không mua được cái vùng giá thấp như vậy thì chúng ta vẫn có cơ hội để mà chúng ta tham gia lại khi mà thị trường nó đã quay trở lại cái thế cân bằng, khi thị trường nó đã bull back trở lại cả nhà ha. Cái quan trọng là cái vùng giá chúng ta tham gia nó mang lại cho anh chị mình bao nhiêu lợi nhuận và nó có an toàn cho anh chị mình hay không thôi anh chị nha. Cái việc mà chúng ta chờ đợi thị trường nó xác nhận nó bull back trở lại là một cái điều hết sức cần thiết nha anh chị. Có thể là trong cái lúc mà thị trường nó đi ngang, nó tích lũy cả một tuần này thì anh chị mình vẫn có những cái cơ hội về mặt T cộng nha anh chị. Tuy nhiên thì để mà toàn bộ thị trường nó lên một cách bền vững thì chắc chắn là thị trường nó phải tích lũy trở lại anh chị. Trong cái thời điểm thị trường nó tích lũy đi ngang như vậy thì dĩ nhiên rồi, có những cái cổ phiếu lên và có những cổ phiếu nó đi ngang và có những cổ phiếu nó điều chỉnh xuống anh chị. Cái quan trọng bây giờ là chúng ta vẫn luôn có cơ hội nha anh chị, và trong nhóm tín hiệu T cộng của mình thì khả năng qua những ngày tiếp theo là sẽ có những cái tín hiệu cho anh chị mình tham gia về mặt ngắn hạn chị nha, tham gia trước lễ.
Ok cả nhà, đó là cái tín hiệu về mặt thị trường nha anh chị. Thị trường vượt 1.200 là ok rồi, nhưng mà cái quan trọng bây giờ là phải tích lũy ở trên cái vùng này anh chị, tích lũy ở trên 1.200, 1.197 để mà lấy cái đà phá vỡ qua cái mốc kháng cự cùng tuần là cái vùng 1.205 một lần nữa anh chị nha. Đấy, phải vượt qua đây thẳng đây này anh chị, đó thì thị trường mới có một cái đà tăng nó bền vững hơn để mà quay trở lại những cái vùng đỉnh cũ quanh cái mốc là 1.250 anh chị ha. Rồi, về đó là về thị trường nha anh chị, cả nhà mình lưu ý nha, thị trường cần phải có một sự xác nhận là phải tích lũy nữa, và trong quá trình tích lũy thì dĩ nhiên rồi anh chị là vẫn có cơ hội cho anh chị mình tham gia thôi, cho nên cả nhà mình hết sức bình tĩnh nha anh chị. Giả sử mà cả nhà mình không tham gia được ở những cái cây mà nó đỏ nhất ấy, thì cũng phải cố gắng là tham gia ở những cái thời điểm mà thị trường nó vượt cản nha anh chị nha. Đây, ở cái ngày thứ ba anh chị là thị trường nó quay trở lại cái mốc hỗ trợ quanh cái vùng 1.150 này anh chị. Thì ở cái vùng này thì gần như là anh em ITB cho anh chị mình giải ngân khá là nhiều và cũng đã có những cái lợi nhuận hóa khi mà thị trường nó về tới quanh cái vùng cản này rồi. Đấy, tại vì mình đâu biết được đâu anh chị, đâu biết được là thị trường nó có vượt cản hay không đâu anh chị. Ví dụ ở những cái vùng thấp như vậy này anh chị thì tụi em cho cả nhà mình giải ngân FRT này, rồi Masan, rồi con Novaland, rồi con GEX, rồi các cái mã cổ phiếu khác khá là nhiều anh chị. Và khi mà tiếp cận về những cái vùng cản này thì đều khuyến nghị anh chị mình là ít nhất là phải chốt lại một phần. Đó, tại vì cái vùng cản này là một cái vùng cản như mình nói đúng không? Là cái vùng cản khá là cứng trong ngắn hạn anh chị nha. Thì để mà chúng ta tham gia vào thì đương nhiên rồi, phải chờ nó vượt qua và nó tích lũy như mình nói anh chị nha, tích lũy cái qua lẻ luôn như mình nói thì chúng ta lại tiếp tục có nhiều cơ hội hơn sau lẻ nha anh chị. Đó là về thị trường chung nha anh chị nha, về thị trường chung và về chỉ số nha anh chị. VN30 thì cũng tương tự như là index anh chị nha, VN30 cũng đang vượt qua cái vùng kháng cự cứng rồi. Bây giờ cần phải tích lũy trên cái nền MA này anh chị thì qua lại nó cũng khá là hấp dẫn đấy. Đó, index và VN30 đi khá là giống nhau. Rồi, về các nhóm ngành anh chị thì nhóm ngành chủ đạo mà mình vẫn hướng tới vẫn là nhóm bất động sản thôi cả nhà ha. Đó, bất động sản thì trong những cái dịp vừa qua thì gần như là mình đều báo anh chị mình là nắm giữ full hàng cả, thậm chí là nắm giữ qua cái nhịp sập vừa rồi nha, qua cái nhịp điều chỉnh mạnh vừa rồi vẫn nắm giữ luôn anh chị. Đó, như là đất xanh là DIG thì mình cho chị mình lợi nhuận hết một nửa rồi, còn hầu như là các cái mảng cổ phiếu khác như là Novaland, rồi Phát Đạt, rồi HDC, DPG, rồi các cái mã cổ phiếu khác như là Khang Điền, Nam Long gần như là nắm giữ full hàng toàn bộ anh chị, và chỉ nói chị mình là tận dụng những cái nhịp điều chỉnh sâu để mà gia tăng đối với cổ phiếu bất động sản thôi. Tại vì ít nhiều thì cổ phiếu bất động sản thì cả nhà mình thấy là có một cái nền tích lũy khá là dài trong trung hạn anh chị đó, và cái vùng kháng cự, cái vùng cân bằng của các mã cổ phiếu bất động sản thì vẫn còn khá là xa so với các cái nhóm cổ phiếu khác, cho nên là cái dư địa tăng về những vùng cân bằng của nhóm bất động sản thì vẫn còn khá là nhiều anh chị ha. Cho nên là mình vẫn ưu tiên nhất là nhóm bất động sản, tiếp theo là có thể là nhóm chứng khoán, đầu tư công, thép và ngân hàng anh chị nha. Đó, ví dụ như đất xanh này anh chị, đất xanh đúng không, đó ở những cái dịp vừa qua thì nó điều chỉnh về cũng khá là gần những điểm hỗ trợ rồi, nếu mà anh chị mình giải ngân được cây ngày thứ ba tuần vừa rồi thì khá là đẹp anh chị nha. Đất xanh cái vùng mục tiêu, cái vùng cân bằng của nó tuốt ở cái vùng giá 27-28 rồi anh chị, cho nên ở cái dịp sắp tới thị trường nó tái tích lũy lại, cổ phiếu đất xanh nó tăng lên và nó mở khách sạn thì tầm khoảng 4 phiên nữa anh chị nó test lại quanh cái đỉnh cũ quanh cái mốc là 21.1 thôi đó, thì đó cũng là cái cơ hội cho anh chị mình tham gia cũng như là gia tăng đối với đất xanh nha anh chị nha. Cổ phiếu này mới vượt đỉnh cho nên là cái xác suất mà nó test về những cái đỉnh gần nhất cũng khá là cao nha anh chị, cho nên là đất xanh hoặc là DIG thì cũng là những mặt cổ phiếu anh chị mình nên chú ý tới. Đó, DIG là một mã cổ phiếu tiếp theo anh chị nha, nó vẫn chưa vượt đỉnh này đó, cho nên là cả nhà mình hoàn toàn vẫn có thể là tham gia thăm dò quanh cái vùng này đó, và vượt đỉnh thì cũng là gia tăng theo thêm anh chị nha. Đó, hiện tại là hai kiếm của con DIG này vẫn đang có cái sự hợp bích này nha anh chị, tận dụng những cái dịp mà rung lắc anh chị mình có thể tham gia vào. Đấy, Novaland cũng tương tự như vậy, Novaland hôm nay chính thức là nó đã phá cái khách sạn rồi anh chị, ngày mai mà nó có những cái trạng thái là test về quanh cái mốc là 19.5 đó thì mình thấy là cũng khá hợp lý cho anh chị mình bắt đầu giải ngân theo cái chiến lược cuốn chiếu anh chị nha. Bữa giờ thì ông này cũng hơi lình xình
ở quanh cái vùng cản, nhưng mà hôm nay là chính thức vượt cản rồi nha anh chị. Đạt Phương cũng tương tự như vậy. Nói chung thì nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu chứng khoán thì gần như là nó khỏe hơn hẳn thị trường anh chị nha, gần như là khỏe hơn hẳn thị trường, tại vì một phần là nó cũng thoát khỏi cái kênh xu hướng điều chỉnh trước thị trường anh chị cả nhà ha. Đó, cho nên là khi mà thị trường nó tích lũy lại, tái tích lũy lại trên cái vùng 1.200 thì cái nhóm bất động sản vẫn là cái nhóm mà anh chị mình nên chú ý tới nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo là nhóm chứng khoán anh chị. Chứng khoán thì chúng ta có SI khá là khỏe đây anh chị. Đó, SI thì hiện tại hai kia vẫn đang hợp bích này, bây giờ mua cũng khá là khó. Anh chị nào mình đang có hàng thì mình tiếp tục mình nắm thôi, còn thực sự là mua ở đoạn này thì cũng hơi khó anh chị. Đoạn này thì bây giờ muốn mua con SI này thì chỉ có nước là chờ chờ khoảng tầm 4 phiên tới nó mở khách sạn ra, nó có cái sự cân bằng trở lại á, thì chúng ta mới có cái điểm mua anh chị. Còn bây giờ tham gia vào khá là khó, cho nên là mình vẫn khuyến nghị anh chị mình là nếu mà anh chị mình đang còn hàng thì nên nắm giữ nha anh chị. VCI cũng khá là ok này anh chị. VCI thì khả năng thì mình thấy là cũng có cái khả năng là phá vỡ cái đỉnh này này anh chị, nhưng mà nó sẽ đi sau anh chị nha. Đó, một con mà mình thấy là anh chị mình nên chú ý tới là con SHS. SHS thì cả nhà mình thấy là chỉ cần phiên ngày mai nó phá vỡ cái mốc là 17.4 thôi là hai kiếm bắt đầu phi lên anh chị. Và khi mà hai kiếm phi lên như vậy thì cái đà tăng của SHS nó có thể là đủ trong T cộng anh chị nha. Mà cổ phiếu này khả năng ngày mai sẽ có những cái điểm vào trong T cộng đây này anh chị. Đấy, ngoài ra có HCM nha. HCM thì nó đi sau, nó vẫn có khả năng là vượt đỉnh đây anh chị. Tuy nhiên thì mặt cổ phiếu này thì mình sẽ để sau anh chị ha. VDS cũng tương tự như vậy. Hai kiếm đang hợp bích rồi, bây giờ chỉ cần có một cú phá đỉnh nữa thôi là hai kiếm nó hợp bích đi lên, là khả năng là có một cái nhịp đánh đủ T cộng cho cả nhà mình nha anh chị. Rồi, đó là về nhóm chứng khoán. Về nhóm đầu tư công thì hầu như là đa phần các mã cổ phiếu vẫn đang trong biên tích lũy thôi anh chị. Tại vì những cái nhóm đầu tư công thì là cái nhóm mà tăng khá là mạnh trong thời gian vừa qua, cho nên là đều đã tiến về những cái mốc kháng cự trong trung dài hạn rồi, và khả năng thì trong ngắn hạn thì mình nghĩ là nó sẽ tích lũy anh chị nha. Anh chị nào mình muốn tham gia nhóm đầu tư công thì chúng ta có thể tham gia đánh ngắn hạn trong thời điểm này. Tuy nhiên để mà đánh về mặt trung dài hạn tiếp tục với con sóng về cái đỉnh cũ thì chúng ta cần phải chờ đợi cái đường Kijun nó hướng gần về cái đường Tenkan anh chị, thì khi đó cái sự tích lũy nó sẽ chặt chẽ hơn và nhóm đầu tư công nó sẽ có sóng mạnh hơn trong thời điểm tới nha anh chị. Và cái timing của mình đối với nhóm đầu tư công là khoảng tầm 5 tới 6 tuần tới, là khoảng tầm hơn một tháng nữa anh chị thì khả năng sẽ có sóng anh chị nha. Đầu tư công vẫn là một cái nhóm hấp dẫn cho cả nhà mình chú ý tới đánh về cuối năm nay nha anh chị. Nhưng mà cái thời điểm hợp lý nhất chính là cái thời điểm mà hợp bích cái giao kiếm này anh chị, tầm khoảng 5 tới 6 tuần tới cả nhà ha. Đó, tiếp theo là nhóm bán lẻ anh chị. Bán lẻ cũng là một cái nhóm khá hấp dẫn khi mà ngày hôm nay nó đã lấy lại cái thế cân bằng đó bằng cái việc là nó phá cái khách sạn anh chị. Trong những cái tuần, trong những cái ngày vừa qua ở tuần trước thì cả nhà mình thấy là nhóm bán lẻ thì nó cũng test khá là nhiều ở cái khách sạn này, tuy nhiên là chưa vượt qua anh chị. Nhưng mà hiện tại ngày hôm nay nó cũng đã vượt qua rồi anh chị, và khả năng ngày mai nó cũng sẽ test lại quanh cái khách sạn cũ này anh chị nha, và nó sẽ tạo ra cho chị mình những cái điểm mua mới đánh ngắn hạn đối với nhóm này nha anh chị. Đó, hôm nay thì khá là nhiều nhóm cổ phiếu vượt qua cái vùng khách sạn anh chị ha. Có một ông thì đi sâu thôi, đi sau là ông thép anh chị. Thép hiện tại thì hồi phục về đúng cái khách sạn rồi. Đây bây giờ để mà có một cái điểm tham gia vào thì mình thấy là phải chờ đợi thép nó phá vỡ qua khách sạn anh chị. Đấy, và một mã thép mà anh chị mình nên chú ý tới trong thời điểm tới nếu như mà nhóm ngành này nó phá cái khách sạn, đó chính là con hoa sen anh chị. Vậy nha, hoa sen thì đang có cái dấu hiệu là muốn vượt qua cái khách sạn trước rồi đây này anh chị. Bên cạnh đó có HPG thì chưa vượt, HPG thì đang sắp tiếp cận tới rồi. Nam Kim thì vẫn chưa chưa vượt anh chị nha. Nhưng mà đoạn tới mà Nam Kim mà vượt thì mình thấy cũng khá hấp dẫn đấy cả nhà ha. Nói chung là phải chờ nó vượt hẳn anh chị. Nếu mà anh chị mình không tham gia được ở vùng giá thấp như vậy này anh chị, đó thì chúng ta vẫn tham gia được khi mà nó vượt qua cái vùng cản trên anh chị ha. Đó, Nam Kim cũng là một mã cổ phiếu mà mình cho anh chị mình theo dõi đó, và có khuyến nghị chị mình tham gia vào nếu như mà nó có điều kiện xuống rồi anh chị. Anh chị không? Đó, khi mà thị trường nó điều chỉnh thì mình có báo chị là các cái mã cổ phiếu mà anh chị mình tham gia rồi anh chị, đúng không? Như là Nam Kim ở quanh 17 này, Hoa Sen ở quanh 17.2 này. Báo chị mình ở ngày 20 tháng 8 này đúng không? SI mà nó chưa tới này anh chị, gần như là
đa phần các cái mã cổ phiếu như là bất động sản rồi nhóm thép thì gần như là khớp hết anh chị. Có mấy cái ông chứng khoán thì hơi khó khớp thôi, còn những ông bất động sản thì gần như là khớp hết rồi. Thì đây là những cái tín hiệu cho anh chị mình canh mua ở trong cái nhóm VIP anh chị ha, VIP nắm giữ. Anh chị mình có nhu cầu thì cả nhà mình liên hệ với mình anh chị ha. Đó thì nếu mà anh chị mình quan tâm về những cái nhận định thì cả nhà mình có thể là tham gia thêm vào những cái nhóm cộng đồng của em Cường nha anh chị, thông qua những cái đường link mà mình có để ở phần chat, phần mô tả và cái mã QR code trên màn hình nha anh chị. Đó thì tham gia vào nhóm thì anh chị mình sẽ được cập nhật thị trường hàng ngày cũng như là trong phiên và ngoài phiên, vẫn sẽ hỗ trợ cả nhà mình với các mã cổ phiếu nha anh chị. Và nếu mà chị mình có cái nhu cầu tham gia vào nhóm tín hiệu, nhóm VIP thì cả nhà mình hãy mở ủng hộ cho em Cường một cái tài khoản VBS anh chị ha. Và nếu mà anh chị mình có tài khoản VBS rồi thì cả nhà mình chỉ cần chuyển đi vào em Cường và có phát sinh giao dịch thôi là cả nhà mình sẽ được tham gia vào những cái nhóm VIP nha anh chị. Ok, thì đó là những cái nhận định sơ qua về thị trường của mình trong phiên hôm nay nha anh chị. Thị trường khá là ok, khá là tích cực, nhưng mà cái điều kiện cần và đủ là thị trường phải tích lũy qua lại chị nha. Ok, tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình có một cái buổi tối an lành. Hy vọng là không sớm thì muộn chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng nhau kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nha anh chị. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và cả nhà mình đừng quên là thả một tim giúp cho em Cường với cả nhà ha.